Ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn lắp cái thiết bị bơm và lọc vào cái khung RO. Video hôm nay tiếp theo mình hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái màng RO vào cái khung, câu đường ống vào các thiết bị lưu lượng kế và van luôn. Màng RO thì các bạn chọn màng 4040, màng đao của Mỹ. Đây, ở ngoài hộp nó có để hãng đao nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đao Fintech. Còn màng đây, màng thì các bạn cũng lưu ý là trên màng có mã và có tem thì để chống hàng giả hàng nhái đó. Còn vỏ màng thì các bạn có thể dùng vỏ màng inox hoặc là vỏ màng composite. Đây tôi dùng vỏ màng inox, nó khá là sáng bóng và cũng đẹp và bền. Còn cái phụ kiện kèm theo thì các bạn nhớ lưu ý kiểm tra có thì chúng ta mới lắp được. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp cái màng vào cái vỏ màng này trước. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp các thiết bị vào khung rồi, các bạn nhớ vào kênh để xem và tìm hiểu thêm. Bây giờ mình không nói về phần lắp bơm nữa mà mình đi chi tiết vào phần lắp màng luôn. Đây, các bạn lấy các phụ kiện ra. Trước tiên chúng ta gắn cái nắp vào cái vỏ màng, gắn một màng trước. Thì chúng ta lưu ý cái gân cao su này, chúng ta kết nối vào ngay vị trí này, nó có hai cái rãnh này, chúng ta đưa cái gân này vào. Đó, như vậy là được. Và bây giờ để cho nó vào dễ thì chúng ta dùng cái nước rửa chén hoặc là xà phòng cho nó trơn, nó dễ vào cũng được. Đây tôi chuẩn bị sẵn chai rửa chén, các bạn thoa một ít lên tay và cho vào cái phần răng để nó dễ vào. Rồi, nếu mà khớp thì chúng ta dùng tay ấn nhẹ là nó đã vào rồi đó. Rồi chúng ta cố định lại bằng cái kẹp này. Chúng ta siết ốc để cố định lại. Ốc này là ốc 8 ly, chúng ta dùng khóa 13 là chúng ta siết được. Đó, chúng ta cứ cố định một đầu trước, rồi đầu kia chúng ta sẽ bỏ vào màng RO vào. Bây giờ chúng ta gắn màng, cái này là phần quan trọng nhất. Cái màng này cứ sau khi chúng ta gắn vào là chúng ta xả rửa và sử dụng luôn, chứ chúng ta để lâu ngoài bên ngoài là nó không tốt nha. Đây, cái chiều vào á, chiều vào là cái đầu không có cái ron, còn cái đầu này là đầu vào sau này. Chúng ta đúc vào. Đó, chúng ta nhấn nhẹ xuống. Đó, như vậy là nó khớp và nó vào. Rồi, tương tự cái nắp còn lại chúng ta làm giống như lúc nãy chúng ta đã thực hiện cho cái nắp ban đầu.
các bạn lắp 500 lít trên giờ thì các bạn có thể lắp hai màng này chạy song song cũng được. Thì khi đó chúng ta dùng bơm Ewara một ngựa rưỡi hoặc là hai ngựa là được. Còn hiện tại chúng tôi đang dùng 1,3 HP, 1,3 HP là đủ bơm qua cái màng áp thấp này. Màng RO nó có hai loại màng, một màng áp thấp và một màng áp cao. Màng áp cao thì sử dụng cho TDS cao. Còn đây chúng tôi lọc nước thủy cục TDS thấp nên là dùng màng áp thấp. Rồi bây giờ ở phần hai đầu nắp nó có hai cái đầu ren. Cái này là dòng nước vào nè. Còn cái này là dòng nước sạch ra. Thì chúng ta có thể bít đầu này và cho ra đầu dưới cũng được, hai đầu như nhau. Một đầu chúng ta bít lại. Bít lại thì chúng ta quấn keo su non đi và dùng nắp bít chúng ta bít lại để cho nước nó không bị ra ngoài. Còn nếu các bạn mà dùng nước ra nước vào hai đầu thì chúng ta có thể là không biết cũng được. Cái đầu này có răng là chúng ta nhớ lưu ý đầu này là đầu cấp vào nha các bạn. Các bạn đừng lầm giữa cái đầu không có răng và đầu có răng. Đầu này chúng ta cấp nước từ bơm vào nè. Là nước cấp chúng ta sẽ cấp vào đây. Nên các bạn nhớ lưu ý. Đó, chúng ta bịt cái lỗ này để cho nước nó không trào ra ở lỗ này. Lỗ này nó có chức năng là ra nước sạch thôi. Thì chúng ta có thể lấy đầu dưới mà lấy đầu trên cũng được. Thường chúng tôi vào đầu này thì chúng ta lấy ra đầu kia. Đây. Đây là đầu ra nha các bạn. Ta quấn keo su non dòng nước thải và dòng nước sạch luôn. Nước thải này nước nó khá là mạnh nên chúng ta quấn keo su non nhiều một tí. Ống nước thải là ống 27, còn ống nước sạch là ống 21. Đây, nước sạch là ở giữa. Ở giữa ống ra 21. Nước thải nhiều hơn thì ống ra 27. Chúng ta dùng mã lết chúng ta siết lại. Đây, bây giờ chúng ta cố định cái màn RO lên cái khung luôn. Thì có lẽ chúng ta sẽ lật lại cho nó dễ làm, dễ thao tác.
chúng ta để đúng chiều, chiều vào chúng ta cắt đầu dưới.